đương nhiên lúc đó mình không có phương tiện nào khác. Trong ông có hiểu nghiêm túc đi. Anh đừng động, ông nghiêm túc đi. Bây giờ anh đừng động. Mày còn lục sư. Ông nghiêm túc đi. Sao đừng động chứ? Tôi đang nói, tôi chỉ vỗ vai nhẹ ông nhà ông thôi. Tiếp tục đi. Muốn cười thật. Ai cho phép mày động tao? Hả? Tao gọi 911 kêu tới ngày mày mới động tao hả? Mày hả? Hello, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại cùng với Đấu Trường Dân Chủ, Cạc Hiền Tư Bản và Tôn Vinh Việt Nam. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Quang Lâm sẽ phân tích cho quý vị và các bạn một cái đoạn cãi vã giữa hai người, một bên là ông Ngô Kỷ và một bên là người được mệnh danh luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Tại sao gọi là một cuộc cãi vã? Thì Quang Lâm cũng thưa với quý vị và các bạn rằng là cái kênh Phố Bonsai TV có phỏng vấn hai người và người ta ghi rằng đó là buổi đối luận, nhưng mà sau khi xem xét hết khoảng 3 tiếng mấy đồng hồ thì Quang Lâm cảm thấy đây là một cái cuộc cãi vã thì đúng hơn. Bởi vậy ngày hôm nay Quang Lâm sẽ phân tích cho quý vị và các bạn những điểm chính trong cái cuộc cãi vã này ha. Dạ, kính thưa tất cả quý vị và các bạn, một bên được gọi là luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài với thành tích vào tù ra tội và chưa hành nghề luật sư ngày nào, và một bên được gọi là nhà đấu tranh cho nhân dân Việt Nam Ngô Kỷ ở bên kia thế giới, một người sống với chó và suốt ngày cãi giả, thì quý vị và các bạn nghĩ rằng ai sẽ là người chiến thắng? Thưa với quý vị và các bạn, rất nhiều người đặt cược là ông Ngô Kỷ, bởi vì ông Ngô Kỷ là một trong những người mà chuyên gia đi chửi lộn và cãi lộn cho rất là nhiều cái cuộc cãi vã, và ông đã giành phần thắng rất là nhiều bởi vì cái giọng của ông ấy nó to, nó rõ và nó áp đối phương. Còn một bên á là ông luật sư Nguyễn Văn Đài, thì được mang danh là luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, ông có những cái cách nói chuyện rất là hàm ý và đầy nghệ thuật, tại vì ông là luật sư mà. Nhưng mà nhiều người cũng rất là lo lắng, bởi vì là không biết ông luật sư Nguyễn Văn Đài ổng chưa hành nghề, với lại là ổng chưa bao giờ có một cuộc cãi giả tay đôi, thì liệu rằng ổng có thắng hay không đó quý vị. Đây là một trong những cái điểm mà Quang Lâm rất là lo lắng, không biết rằng cuộc chiến cãi giả này sẽ nghiêng về bên nào. Và thực sự thưa quý vị và các bạn, đây là những cái điểm chính trong cái cuộc cãi giả này, và quý vị và các bạn sẽ biết ai là kẻ chiến thắng. Vâng, đây là một đoạn ổng nói, và ổng nói 2012 lúc mà tranh đấu về Việt Khang đó. Khi đó ổng quyên góp được 150.000 chữ ký. Ông Trúc Hồ ổng tưởng ổng là vua của cộng đồng rồi, vua trên các vị vua rồi. Ổng hồi đó ổng lên tiếng để lãnh đạo cộng đồng đây, để ổng mặc cả với Cộng sản Việt Nam. Ổng tuyên bố Cộng hòa xã hội chủ nghĩa có chân trong Liên Hiệp Quốc, chúng ta phải tôn trọng họ. Trời ơi, nói chân Liên Hiệp Quốc thì ông nội nó chứ. Bằng chứng ông Nguyễn Văn Đài đang chống nó mà. Như vậy có phải ông đi ngược lại ông không? Vấn đề đặt ra là vậy, còn quyền ông ngồi không là chuyện. Mà bây giờ ông đi binh vực cho tụi Cộng sản, binh vực vị dân, thì người ta nói anh là bạn, anh là ai, anh phải như thế nào. Thì bây giờ hôm nay xác nhận ông này là bạn của Điếu Cày, bạn của Trúc Hồ, bọn nó là Việt Dạng, Việt Cộng và Cộng sản là Việt Gia, thì ông này tiếp tay và đồng lõa với tụi đó vậy thôi. Là kẻ thù tôi vậy thôi, đơn giản. Tôi không nói về cá nhân ông này nè, tại vì tôi lao trước tình hình trong nước, 2000 mấy tôi liên lạc rồi, chúng tôi không có problem, không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ ông tổng thống tới khi nào ông ngồi khủng bố không hả? Hả, bây giờ tổng bố nữa, ông tổng thống tôi cho mời ông ngồi lên đài, tôi ông có tới ngồi không đó? Phải đó, ông tổng thống mà tôi không biết, tôi ngồi không biết thì chúng tôi đã nói cho ông biết mà ông vẫn ngồi, nghĩa là ông ngoan cố, ông cố tình. Trước khi tôi lên đà phố Bosa ngày 7 ngày 8 gì lúc đó, cứ assuming, cứ giả nghĩ là ông không biết tội ác của Trúc Hồ. Chính hồi nãy ông không biết tội ác Trúc Hồ như thế nào, quốc phẩm bằng chứng như thế nào. Tôi nói có sắc bách có chứng. Ông lây ông ngồi một diễn giả như vậy, bè HVD rao như vậy, lung tung như vậy hả? Mà ông biết bao nhiêu người ngồi không? Bao nhiêu người tới tham dự ông không? Hả? Có 15 người. Một diễn giả luật sư đi từ Đức, một nhà đấu tranh dân chủ, mà đi tới diễn thuyết đà SVN, trên website ông, Facebook ông quảng cáo loan thu cao. Có 15 người dự. Quý vị coi một diễn giả mà tên tuổi ngôn lành như vậy, rồi sao nữa? Trên YouTube của ông làm mỗi lần cả 100.000 view. Một tuần SVN lên có buổi diễn thuyết cao. Bữa nay cho đến bữa nay một tuần sau á, có 16.000, hồi nãy trước khi tôi đi có 16.000. Để nói cái gì? Người ta phản đối đồng bào, phản đối cái chuyện ông ngồi với Điếu Cày và ngồi SPD.
Dạ thưa quý vị và các bạn, đoạn clip mà Quang Lâm đưa cho quý vị và các bạn thì quý vị và các bạn cũng hiểu được cái nội dung, đó là ông Ngô Kỷ ông nói rằng ông Trúc Hồ đó ở đài SBTN á thì ổng là bưng bô cộng sản. Ông Ngô Kỷ ông nói rằng ông Trúc Hồ bưng bô cộng sản, không muốn giải thể chế độ cộng sản. À, mà ông Nguyễn Văn Đài này ông lại lên cái đài SBTN để ông có thể là nói chuyện cùng với ông Trúc Hồ, thì chứng tỏ rằng cái ông Nguyễn Văn Đài này cũng bưng bô cộng sản luôn. Quý vị và các bạn thấy không, một cái nội dung nó rất là rõ ràng là như vậy. Và ông Nguyễn Văn Đài thì ông đâu có chịu. Vậy thì quý vị và các bạn nghĩ rằng có đúng hay không? Thì Quang Lâm có để ý như thế này quý vị. Ông Ngô Kỷ ông nói rằng ông Trúc Hồ là bưng bô cho cộng sản, mà ông Nguyễn Văn Đài này lại là ngồi nói chuyện với ông Trúc Hồ, cho nên ông Ngô Kỷ này coi ông Nguyễn Văn Đài cũng là kẻ thù và cũng là kẻ bưng bô cho cộng sản. Quý vị thấy rất là rõ nha. Và quý vị và các bạn cũng biết là ông Trúc Hồ với ông điếu cày Nguyễn Văn Hải thì cũng là hai con người này đã từng ngồi nói chuyện với thằng Huy Nghiện của đài N10 TV đó. Thì quý vị và các bạn thấy là gì? Không lẽ ông Ngô Kỷ ổng nói rằng là thằng Nghiện Trương Quốc Huy cũng là bưng bô cộng sản sao? Đó, quý vị và các bạn thấy nó ngược đời không? Nhưng mà lại phát hiện thêm một điều này nữa quý vị. Cái điều đó là ông Ngô Kỷ lại là người đứng nói chuyện với thằng Huy Nghiện. Vậy thì giờ quý vị và các bạn thấy làm sao? Nó rối nùi. Ông Ngô Kỷ nói ông điếu cày Nguyễn Văn Hải với ông Trúc Hồ là bưng bô cộng sản, rồi sau đó nói rằng cái ông Nguyễn Văn Đài ngồi nói chuyện với ông Trúc Hồ với Nguyễn Văn Đài đó là cũng bưng bô cộng sản. Nhưng mà ông Trúc Hồ bưng bô cộng sản, ông Nguyễn Văn Đài, ông Nguyễn Văn Hải điếu cày lại bưng bô cộng sản, nhưng lại ngồi nói chuyện với Trương Quốc Huy, Huy Nghiện. Vậy thì không lẽ dần Huy Nghiện nó lại là bưng bô cộng sản, mà trong khi đó ông Ngô Kỷ ông cũng lại ngồi nói chuyện với Trương Quốc Huy. Vậy cuối cùng không lẽ theo cái tính chất của ông Ngô Kỷ thì không lẽ ông Ngô Kỷ ông cũng bưng bô cộng sản hả? Đã, quý vị và các bạn thấy không? Đây là một trong những cái điều mà Quang Lâm thấy trong cái cuộc cãi giả này. Ông Ngô Kỷ ông áp ông Nguyễn Văn Đài đã, nhưng mà ông Nguyễn Văn Đài không cãi lại được, không cãi lại được, chỉ có cười cười trừ thôi quý vị. Bởi vì sao ông Nguyễn Văn Đài không có cãi lại? Bởi vì ông Nguyễn Văn Đài không có như Quang Lâm là phải tìm hiểu được cái nguồn gốc, rồi tìm hiểu được cái nội dung và những gì liên quan tới ông Ngô Kỷ. À, nếu như mà ông Ngô Kỷ ông nói rằng ông Nguyễn Văn Đài này là bưng bô cộng sản thì giống như Quang Lâm đang chia sẻ với quý vị và các bạn, nó một cái nùi nó rối. Nếu như ông Nguyễn Văn Đài mà được gọi là luật sư, một luật sư thì phải làm sao? Phải biết cái cách, phải nắm được cái gì? Cái chứng cứ, nội dung trong tay, thì khi đó luật sư nói chuyện người ta mới tin, lúc đó mình cãi lại thì lúc đó cái phần thắng nó mới thuộc về mình. Còn đây ông Nguyễn Văn Đài không hiểu biết gì về ông Ngô Kỷ, cho nên khi mà ngồi gọi là đối luận, không phải đối luận mà là cãi lộn, thì chắc chắn với quý vị và các bạn rồi, ai mà không nắm rõ thông tin thì người đó thua thiệt. Bởi vậy trong cái cuộc nói cuộc cãi lộn này thì Quang Lâm thấy rõ ràng là ông Ngô Kỷ đang áp, gọi là bức luôn, áp cho ông Nguyễn Văn Đài bức xô luôn. Bởi vậy ông Nguyễn Văn Đài nói được tiếng nào đâu. Cho nên không nói được. Bởi vậy mới làm gì quý vị? Tức nước dở bờ, tức quá mà quýnh ông Ngô Kỷ cái chát. Quý vị coi nè. Để đấu tranh chuyển đổi chế độ, đương nhiên lúc đó mình không phương tiện nào khác. Ông Ngô Kỷ ông nghiêm túc đi. Anh đừng đồng hồ nghiêm túc đi. Bây giờ anh đừng đồng mày còn độc sinh. Ông nghiêm túc đi. Tại sao đừng đồng chứ? Tôi đang nói, tôi chỉ vỗ vai nhẹ ông nhà ông thôi. Tiếp tục đi. Dẹp. Muốn cười được. Ai cho phép mình đụng tao? Hả? Tao gọi 911 đeo tới này mày mới đụng tao hả? Mày hả? Giờ đó quý vị nghe không? Quýnh cái chát. Trời nghe rõ tiếng. Để Quang Lâm làm lại một lần nữa cho quý vị và các bạn nghe. Ông Ngô Kỷ ông nghiêm túc đi. Ông Ngô Kỷ ông nghiêm túc đi. Trời ơi, quýnh cái chát nghe rõ mồn một như vậy. Vậy mà nói hả? Là gì? Tôi chỉ dỗ anh nhẹ thôi. Quý vị và các bạn thấy làm sao? Quang Lâm nói thật, trong cái trường hợp này Quang Lâm đứng về phía ông Ngô Kỷ. Bởi vì sao? Ông nói ông Nguyễn Văn Đài này là kẻ lấp liếm. Đúng quý vị, ông sai. Mới quýnh con người ta cái chát đó, quýnh chỗ đau đó nha quý vị. Chỗ nghe cái đau lắm quý vị, nghe cái chát đau lắm luôn đó. Vậy mà nói tôi dỗ anh nhẹ thôi. Nhẹ gì mà quýnh cái chát vậy? Ông Nguyễn Văn Đài này là kỳ cục quá.
đã là luật sư, mang danh luật sư nhân quyền rồi mà những cái tiểu tiết đó lại không có giữ được bình tĩnh, tự nhiên quýnh con người ta cái chát để người ta chỉ vô mặt người ta chửi cho. Cái mặt lúc đó quý vị và các bạn biết ông Nguyễn Văn Đài sượng chân. Quá sượng luôn, ra tay trước là sai rồi. Luật sư, mang danh luật sư mà cãi không lại người ta rồi phải là dùng đụng tay đụng chân. Ơi, kiểu này gọi là chữ thầy trả lại cho thầy rồi. Nói cách khác hơn gọi là mất dạy đó quý vị. Đó, bởi vậy qua cái chương trình ngày hôm nay Quang Lâm nói thật với quý vị và các bạn, chúng ta thấy nó một cái gì đó nó rất là vui vẻ. Bởi những người phía bên kia thế giới đã có thêm một diễn viên hài nữa, đó là ông Nguyễn Văn Đài. Quang Lâm thấy cái chuyện này xảy ra, Quang Lâm thấy nó cũng vui. Bởi vì ở bên kia thế giới họ cứ nhập về những cái những cái nhân vật để gây cho sự cãi vã. Và trong cái cuộc cãi lộn này, Quang Lâm thấy phần thắng thuộc về ông Ngô Kỷ, 1-0 cho ông Ngô Kỷ. Nguyễn Văn Đài như vậy là thua rồi, kiểu này là không được, cần phải trau dồi thêm kiến thức, học lại và gọi là gì ta, đi hành nghề để rút thêm kinh nghiệm nha. Chứ kiểu này thấy không ổn, cãi không lại người ta chê cười nhục lắm, rồi làm sao còn sống được cho nữa nha. Và một lần nữa Quang Lâm khẳng định với quý vị và các bạn rằng là trong cái cuộc cãi vã này ông Ngô Kỷ đã thắng ông Nguyễn Văn Đài. Nguyên nhân mà chắc chắn luôn là do ông Nguyễn Văn Đài này ổng ít đi chửi lộn, ít có va chạm, và do mất dạy quý vị, chữ thầy trả lại cho thầy. Và làm sao mà thắng được ông Ngô Kỷ, một trong những con người mà chỉ sống với chó và đi cãi lộn, chuyên đi cãi lộn thôi quý vị. Ở đây sống với chó, ở đây là cuộc đời của ông Ngô Kỷ nha quý vị. Ổng hiện giờ ổng chỉ sống với con chó của ổng thôi, chứ không phải là Quang Lâm nói là ổng sống chó nha quý vị nha. Cho nên quý vị nghĩ sao nghĩ. Tùy quý vị. Và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe một trong những cái điều rất là vui vẻ mà những người bên kia thế giới mang lại cho chúng ta. Và clip tiếp theo thì Quang Lâm sẽ đến với những cái phân tích và những cái lấp liếm mà ông Nguyễn Văn Đài đã nói trong cái buổi cãi lộn này như thế nào. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Đấu trường dân chủ, Cà Khịa Tư Bản và Tôn Vinh Việt Nam.